Là bà nội, với Ken tập cho nó quen cứng quá. Bây giờ ba nó mới pha nước rồi nha, à, chưa pha nước, chuẩn bị tắm. Mình chuẩn bị thấy thấy tắm cho con mèo nha. Bây giờ đang ngủ rất là ngon nha. À, chuẩn bị nha. Đi ra cho cô tắm cho Ken nha. Hỏi nó pha nước xong rồi. Ôi chưa 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 luôn hả? Không sao đâu con, mát mà con. Đó, gọi đầu cho con, gọi đầu cho con đó. Mát rồi mà la gì ta? Chịu rồi đó, chịu rồi đó. Thích chưa? Thích chưa? Cô massage cho và cũng la nữa. À. Lấy em cái à. Mát đó, khó phải. Nết mà dữ quá ha. Vô. Mát xa, mát xa. Mát mẻ rồi nữa. Có quay gòn không? Có. Ơi ông sữa. Ơi ơi, khăn đâu, khăn đâu? Chào con, mát quá chừng luôn. Hơi giật mình chút mà mát quá chừng luôn nè. Khoái chưa? Đào đào đào. Đây nè. Rồi bắt đầu đi nghe. Dạ. Cảm ơn cô. Bà nội vô. Ngồi ngồi lấy cái thau xuống cho thau cô lên hả? Rồi rồi trình độ rồi đó. Có sức giàu không? Giờ hôm nay gì con? Biết cô hai coi hình cho nên là chắc phải đeo bao tay vô trước cho nó quá à. Chứ không thôi nó quạo quá. Có thấy em đâu? Mình đang thử lột đâu rồi? Có thấy em đâu? Em ơi. Ui chuỗi cơm muối. À không sao, không sao, không sao, không sao. Có giữ kỹ thử không? Không, chưa đấy. Không sao, không sao, không sao đâu. Rồi. Mặc áo tay dài cho ấm nha con. Bà nội làm gì lâu với bà nội? Chào, chào. Nắm chặt, nắm chặt, nắm chặt. Bình tĩnh, tôi tin vào chiến thắng con nha. Mẹ lộn xong đi rồi mẹ hẳn lấy cái tay cho em. Lấy cái tay nè. Cứ dứt khoát làm đi, sợ gì. Làm nhanh lẹ thì nó đỡ ấy chứ. Sao con? Sao con? Mát mẻ quá hả? 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 Người đâu mặc đồ vô? Hả? Người đâu? Mặc đồ cho chết chơi. Con ha. Đeo bao tay vô nghe con. Trời ơi, con vào mặt con hai ghê quá à. Con chỉ cho mẹ lận ra. Đó, chụp vô. Mày. Trời ơi, áo gì đâu mà đẹp quá. Ai mua mà đẹp dữ vậy? Ba mày mua hả? Tụi chua mỏ rồi, chua mỏ rồi, chua mỏ rồi. Sao con xong chưa? Người đâu xong chưa?
có ấy mặc tả cho nó chứ ha. Có nè. Nhưng mốt tóc tai bà nôi là kẹp lên không? Quay đây nè con. Quay đây quay phim coi. Xét lên. Nhấc lên để cái này xích đó rồi. Thôi cái này kệ đi. Cứ để nó ở trên đi. Cộn nè. Nhưng mà mẹ làm gì nó dướng cái đó của nó để nó thoải mái. Phải đè ra vậy chứ. Cộn thì ừ, mát mẻ mà. Tại người ta tưởng làm gì nên người ta giật mình thôi chứ. Con ơi qua đây có hai cái phim coi con. Lấy khăn lấy gì cho em. Tóc chân gì cho em luôn. Bồng bồng lên là thay thay. Đây là kem sau khi mới tắm xong bỏ kem chu thiệt chu. Trời ơi. Kem bây giờ biết hóng chuyện rồi nha mọi người. Nha. Mẹ làm vậy chói em. Đâu có gì đèn. Đâu có gì đèn hả? Đó, mẹ cũng mới đi khám về đó. Đó, tóc nó nè, thấy ghê không? Coi ảnh nè đó. Ồ, đang dòm, không biết chuyện gì đang xảy ra với cái con tắm mát không con? Mấy con, mát quá chừng con nghe, mát quá chừng luôn nha. Đói chưa mỏ, nè. Đói chưa không đấy. Bên kia mấy khóc. Ba đang thay ra. Trời ơi, con hai ba cái coi con nè. Ê, con chó. Ê, trời ơi. Đâu chưa mỏ có hai coi, chưa mỏ con, chưa mỏ đi. Mới tắm xong, bây giờ con nằm một cục dư bánh tét vậy nè. Đó, là con tự chê luôn. Đúng không con chó của cô Hài? Ừ, biết dòm với mấy phim nữa con. Ừ, sao? Đó, cái mỏ lao liền, cái mắt lao liền, cái mỏ nó chép, đó đó. Hay là nó đói ngự, hay là nó đói ta? Có đói không con? Đói sao? Mi đi vậy? Tóc nó nhiều, bây giờ làm cho nó khô bớt một chút. Uống nước chưa? Bà nôi cho nó uống nước đi. Sáng con không được đó. Sao uống nước không đi, cho uống nước nha. Nghe. Ở đây em bé tắm xong đúng không vậy? Dạ xong rồi chị, cảm ơn chị. Trời ơi, chua mỏ kìa, trời ơi. Mẹ cho uống miếng nước nghe. Ăn bánh bò không con? Con hai mua bánh bò nè. Hả? Ê. Sao? Giờ tôi mát rồi. Tôi nằm tôi chơi vậy đó. Ha. Rồi, tranh thủ nhận về rồi đi nha, để chạy khám bệnh nha người dạ, nhà. Dạ. Dạ. Uống nước đi con, lẹ đi, cô hai đi ra ngoài nè con. Tép. Sáng giờ cho uống sữa mà quên cho uống nước rồi. Trời ơi, ai? Ba mày hay ai? Hả? Xong rồi tắm rồi cái quên luôn. Xong chưa bước ra ngoài nha, cô hai ra ngoài nha. Ở trong đây nha con. Đây, giờ này mẹ con Ken phải ở trống khám bệnh nên người nhà phải ra ngoài hết. Đây mình ngó một vòng bệnh viện ha, đằng xa xa màu trắng trắng là cái cổng à, cổng ngoài đi vô bệnh viện này. Bệnh viện này bự lắm, bệnh viện quận Thốt Nốt, cây xanh ở phía trước đó, khuôn viên rộng rãi mà sạch sẽ lắm. Sáng nay thứ hai cho nên là anh ta đang cấp phát thuốc đồ hà rầm trống á. Bữa nay đông người quá trời, sao phát thuốc quá trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con gà. Hôm nay là ngày thứ tư của con. Cái dòng ma bà ngoại cất rồi, cất nè. Rồi. Cái dòng này nè. Không biết. Ở đâu cái dòng ơi? Bây giờ con mới con mới uống sữa xong. Có ai thấy con dễ cưng không? 10 năm sau con coi lại chắc con mắc cười lắm. Nè con tỉnh dậy đi con nè. Trời ơi nó ngủ rồi, trời ơi. Dậy. Đây. Đây, ê. Dậy đi con nè, nhìn vô con. Trời ơi. Đây là con gà con. Một con gà con nón đỏ và một con. Ôi con gà này cũng nón đỏ luôn. À, vậy cưng chưa? Đó, mẹ thi nè. Đâu lột đồ mà ra coi. Trời ơi, mới ỉa banh ta lông đó. Đó, 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 đạp đi. Trời ơi, con gà, con gà. Đái nữa hả? Ướt ướt rồi nè, gì đái gì rồi. Ướt rồi má. Trời đất ơi, lột đồ. Đi, 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 đi. Trời ơi, thấy ghê chưa? Kinh khủng, kinh khủng chưa? Trời ơi. Rồi đá nữa rồi. Nó chưa ủ cái kẹp ta tháo ra rồi. Trời ơi, nó đạp vậy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè, nhìn mặt nó ngang. Bây giờ nó đang thoải mái nè. Ỉa hả? Quay, 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 cất đâu, cất đâu, quay. Ghê quá à. 10 năm sau coi lại cho nhìn miếng. Cứ người ta mà cũng quay đây. Ba Ngữ đang thực hiện nhiệm vụ cao cả. Ê bây giờ nhét vô cho nó ỉa tiếp đi đã. Nhét gấp đôi cho nó dày lên. Nghiêm trọng ha. Cái mặt to nó nè. Cái mặt to nó nè. Nè ướt. Đi con. Cái mặt to nó nè. Trời ơi. Cái mặt to nó kìa. Rồi ngủ luôn rồi. Trời con gà này, con gà này. Để trong ngủ luôn rồi. Chíp 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 chíp. Nó nghiêng quá thi. Nó nghiêng quá thi. Cho nó nằm thẳng thẳng. Ken. Để xong chưa con? Để xong chưa con? Để biết thay đồ với con. Dạ, để xong chưa? Ăn ba thay đồ. Sau khi đĩa xong thì đây là đòn bánh tét nhân gà. Bú sữa đi con. Nó nò. Chù mổ này. Ghét không? Không? Xin chào mọi người. Không? Xin chào. No. Bây giờ là con cũng ngủ rồi. Thôi để con ngủ nha mọi người. Mọi người làm gì làm đi, con đi ngủ đây. Tôi xin nhắc lại đây là đòn bánh tét nhân gà. Rồi có chua mỏ. Dục cất chưa? Bây giờ là có phiếu đi xét nghiệm. Là xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Đó, bây giờ mẹ nó nằm đây. Cô hai nó cầm giấy. Ba nó bế, nó đi xét nghiệm. Người khỏi lấy gối để hai cầm gối đó, nó nằm á thì. Rồi đi nghe con. Không mày hả? Trời ơi, ta bé. Trời ơi, coi ai coi kìa, dơ tay dơ chân kìa. Đó, giờ cảnh là cha đang bế con đi xét nghiệm đó. Vô phòng này chắc là cô hai không có quay được đâu nha con. Vô cho con tự nhiên nha. Nè có bạc nè, đó, bạc cũng đi xét nghiệm nè. Dậy đi con, dậy mình đi xét nghiệm cho mày khóc thấy mồ mày luôn. Con nhà con. Em chuẩn bị lên trên bàn kia ngồi nha. Bây giờ là buổi trưa, hôm nay 3 giờ chiều. 3 giờ chiều sẽ được xuất viện. Bây giờ coi khám phá bữa thực bữa ăn của bà bầu coi. Cá lóc của này. Nè có hỏi không? Nè có hỏi về nha. Vì cái chiên hay gì tôi không biết. Nãy có hỏi tá không? Không. Không khác mà em khác.
bầu này rất là lười ăn. Quay phim coi có ăn được nhiều không. Tàu bầu giờ mình nhưng mà thẳng màn hình để tác nghiệp ghi hình coi tàu bầu. Sao? Cười đi, ừ đúng rồi đó. Lên phim mình phải cười nghe em, 10 năm sau thằng kia nó coi lại nha. Ăn cho nhiều nhưng cứ qua. Thế 10 năm sau lắm, lâu dữ lắm. Thôi kệ, 5 tuổi nó cũng coi iPad. Rồi rồi xuất viện rồi, bây giờ đang chuẩn bị đồ đi về. Đây là bà nội đang chuẩn bị đi về. Còn đây là bà bầu. Sau khi cái bụng xẹp lép thì có một cục trên tay của bà nội. Đồ nhiều quá. Đây quay cận cảnh bà bầu coi đó, tươi rói ha. Trời mặc đồ bó rồi, trời đẹp gái quá à. Đó, đẹp gái chưa? Bây giờ quay qua em bé nghe đâu. Cục cưng của tôi tao. Đó. Đang ngủ ngon. Ngon lắm đó. Trời ơi. Không có trong thang máy. Trời ơi đồ đạc nè. Thang máy này 5 giờ là hết chạy rồi. Có gì lắm thì cho chạy thôi. Tắm chứ là rồi tắm nữa. Bà bà quay lại đâu rồi. Lên đi. Thi lên đi. Thi mở cửa lên đi. Lên trước đi. Lên xe đấy, xe con cóc này mới chui vô được. Đây, cái bị đó với cái thau này nè. Còn thôi. Hai người ngồi trước, người cầm thau này ha. Còn chỗ cho thau không? Còn chỗ không? Tôi bỏ ba lô. Còn sắt thâm rơm, chạy vô hả? Dạ. Bây giờ thì đã sức gì rồi, bây giờ đi về. Cái này là vô là hợp lý rồi. Đây là quan cảnh đây. Bây giờ đó có xe là kẹt. Bắt đầu đi thôi. Xe này là vô lọt cái chắc rồi ha. Xe này hôm bữa xe kia còn lắc rồi mà. Đến nhà luôn. Quay nguyên xe luôn nè. Mặc dù không thấy vết trên. Bây giờ đi về nha, còn thắt thơm rơm nha. Đó, tôi là diễn viên chính, tôi phải qua tôi chút xíu. Zoom gần vô. Cái gối thì cầm nha. Gì vậy? Đi cho đỡ nắng hả? Đi đi, hai người đi đi. Đi. Cứ đi đi. Em cứ bỏ đất đi. Là ngự ra có thanh toán tiền nè. Vô bỏ nằm giữa nhà nha. Vô nhà. Vô đi nè. Nằm dưới đất nha.
nằm dưới đất, bỏ nằm dưới dạy dưới đây coi. Bỏ nằm xuống, rồi nằm xuống đi con. Cho nằm xuống đất, có cái khăn đâu, cho nằm lên cái khăn đi. Đây nè, đây nè, đây nè. Nè. Đó, cho nằm lên đây. Thôi cái gỗ nó cao lắm mẹ. Đó, nằm xuống đó nghe con. Ngoan nghe con. Trời ơi, ngủ đẹp trai quá trời. Trời ơi, 4 bữa nay ta lớn rồi đó, 4 bữa rồi đó. Bảnh trai lắm á. Ơi, chủ thấy thương không? Thấy thương không nè. Con về tới nhà rồi con. Mở mắt ra đi con. Đó, giỏi quá. Tới nhà mình rồi nè.